bắt nguồn từ đỉnh Ngọc Linh, lên lỏi qua những lũng xanh, sườn núi và bãi biển, miên man về cửa đại. Dòng chảy Thu Bồn như dòng máu của miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam, Thu Bồn chở trên mình hai luồng văn hóa Champa và Đại Việt. Nền văn minh lúa nước ở miền Trung hoàn toàn dựa vào Thu Bồn, và tên sông Thu Bồn còn có nghĩa là mẹ thiêng liêng. Chữ Thu Bồn phiên âm từ chữ Ponaga của Champa. Dòng sông thiêng triệu năm này đã cưu mang cả vùng đất Quảng Nam cần cù hiếu học. Nhưng có vẻ như chính những đứa con xứ Quảng đã bức tử bà mẹ thiêng liêng một cách không thương tiếc bằng kiểu làm ăn chụp giật vô trách nhiệm hiện tại. Ở đầu nguồn của cái con khai này thì có cái nhỏ má và có cái trợ trang nuôi tập trung đấy đó. Thì dẫn đến thì cái nguồn nước này sẽ ô nhiễm do cái việc sản xuất ở đây đầu nguồn thôi. Chứ còn bây giờ không môi trừ cái lòn này không có. Và rất cái khai rất trang xanh chứ không có tình trạng như thế này nữa. Thì nguyên nhân thì chắc chắn là cơ quan chức năng sẽ trả lời thôi. Khe đá mài, một trong những phụ lưu của Thu Bồn đang phải hứng một lượng chất thải từ nhà máy cồn trên thượng nguồn và các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của khe đá mài. Nước từ khe đá mài đổ ra sông Thu Bồn. Bên cạnh đó, sông Phu Gia cũng hợp lưu với sông Thu Bồn ở đoạn giao thủy, đoạn giáp giữa Đại Lộc, Duy Xuyên và Điện Bàn, Quảng Nam. Dòng Phu Gia cũng chịu hàng loạt các loại rác thải công nghiệp, nông nghiệp, thói quen vứt rác ra sông cũng là đang góp tay giết chết những con sông. Cháy thì cách đây từ khi nhà máy cồn hoạt động là nói chung là rất nhiều năm có cháy rồi. Nhưng mà lần này là hiện tượng nó phổ biến mà rộng rãi mà tròn lon mà nói chung là rất nhiều. Cho nên là hôm nay là nước nó chảy nó trâu có đây hết rồi. Chứ còn bình thường là nó vùng vãi nó và những con mà chịu không nổi là nó đã chết, nó nổi mà nó bốc mùi hôi mà thậm chí trâu bò vẫn không được uống cái nước này, rất độc hại, nguy hiểm. Là nhiều lúc bà con phải dùng nước giếng bơm lên để cho trâu bò uống, không giống ra sông tắm rửa và cho uống sinh hoạt bình thường của như mọi ngày. Nói chung là rất nhiều năm rồi có vẫn chết nhưng mà lần này là có chết rất nhiều. 15 tháng 4 là khu vực khe Đô Mờ là bắt đầu nổ đào. Thế ngày 17 là nước sông, nước khe là trở thành đen và có bắt đầu chết. Sau đó là có phần tài nguyên môi trường của huyện là có về để lấy mẫu, rồi gửi đi xét nghiệm. Thì đến nay thì cả bọn là cũng chuẩn bị có kết quả. Thì đối với cái khe này thì nó là cái nguồn nước ngầm của phục vụ cho sản xuất của dân lòn cũng như các vùng lân cận Đệ Thạnh và Xuân Nôm, và như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến cái mạch nước ngầm của cái nước. Thì cũng đề nghị có biện pháp để xử lý nguồn nước. Hiện tại Thu Bồn là dòng sông cung cấp nước cho các tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Một phần lớn nước sông Thu Bồn hợp lưu với sông Hàn Đà Nẵng và nhà máy nước Cầu Đỏ Đà Nẵng đã hút nước ngay từ đoạn hợp lưu này để cung cấp nước cho toàn thành phố Đà Nẵng. Khi những con sông trở nên đen đúa, hôi thối bởi nước thải từ các nhà máy thượng nguồn, điều đó cũng đồng nghĩa với hàng triệu gia đình sử dụng nước bị ảnh hưởng nặng nề. Sông bị bức tử, điều đó cũng đồng nghĩa với việc con người đang trả giá.